Ok, hello mọi người. Và chào mọi người quay trở lại với channel của Shizhat. Ok, đội hình khá là ngon. 6, 5, 4. Trông cảnh nhiều floor đấy. Mình đang dạo này mình đang thích đội hình cuồng chiến nên là khả năng trận này mình đánh được cuồng chiến nhá. Chứ biết đánh cuồng chiến gì đâu, cuồng chiến hắc ám hoặc là thạch thánh này, hoặc là cuồng chiến thú các bạn ạ. Thì mình đang phân vân. Tại ra mình cũng chưa biết kiểu sẽ đánh HT này, lấy HT cầm máu ấy. Mình chưa đánh quen các đội hình ấy, chưa quen đánh quen các đội hình cuồng chiến ấy. Nên mình phải tập luyện các thứ. Thì mình có rút ra một bài học khá basic như này là đánh cuồng chiến thú nhân ấy. Mình thấy đầu game khá là yếu. Kiểu nó... kiểu bạn phải dùng con khác để cầm máu ấy. Ví dụ như kiểu hắc ám hay là các bạn phải dùng tinh linh hay dùng cái gì đó. Nó dùng bất kỳ gì biết là nó cầm máu được. Chứ không... đầu game cuồng chiến nó cầm máu yếu các bạn ạ. Đi 2 này. Này khả năng mình không đánh Aeron, mình đánh Amelie cũng được. À ý là nếu mà mình đánh thú ấy. Đánh Amelie. Nhưng mà mình thấy ngoại trừ con Omen ra, nhưng mà Omen phải Omen lên Omen 3 thôi. Omen 3 mới là mới uy tín. Omen 2 cũng chưa là gì. Ừ, sao hôm trước làm cái gì mà không biết mà còn Omen mình chém đau nhỉ. Từ đợt mà mình có cái vít ra cũng vít đấy mình mới đăng hôm qua, nhưng mà còn nhiều Amelie ấy mà. Nói trận này Amelie được nhá. Cuồng chiến này. Ok, khóa lại Amelie. Ôi, tại sao hôm đấy mình đánh kiểu quái gì mà con Omen mình chém đau như thế. Xong rồi từ hôm đấy đến bây giờ mình chưa làm được clip nào mà Omen chém đau như thế em. Omen 3 chém như cơn gió vậy. Trận này ok rồi, chuỗi thắng mình có cả floor, mình có cả Hayate 2 sách thánh này thì chuỗi thắng không thành vấn đề. Quan trọng là xem đánh nào thôi. Hồn phát Rat 2 này. Mua con Rat 2 về đi, bán tạm này. Thế bây giờ mình có 6 con Amelie rồi. Nó lên được trận này Amelie 3 khá là dễ. Chiêu chiêu mình lên Amelie 3 thôi. Chung đánh một đội hình nào đó mà các bạn muốn đánh kiểu pro được cái đội hình đấy thì các bạn phải đánh kiểu khá là lâu, đánh đi đánh lại. Nhiều bạn hỏi mình cách chơi, nhưng mà thực ra cách chơi của mình thì thực ra mình đánh đi đánh lại thì đánh nhiều là quen thôi. Amelie đấy, trận đội hình này không có Aeron này mình xếp đội hình này luôn cũng được. Recommend gì mình mua đấy luôn. Chứ giờ mình sẽ mua thêm cả tinh linh hay là hắc ám các thứ nữa để kẹp nữa. Basic thì là thế. Cầm máu thôi anh em, cố gắng giữ chuỗi thắng này càng lâu càng tốt. Chuyện này thật đồ mình cũng ngon nên mình mới tự tin đánh cuồng chiến thế. Tự động hơi phân vân. Đồ ngon này thì tự tin đánh cuồng chiến thôi. Bạn có sách thánh kia, bạn cứ cầm máu cho đến khi nào mà các bạn có con cát. Lắp đồ con cát. Cuồng chiến một cái, nếu mà bạn không có con cát thì các bạn đánh cực khổ các bạn. Phân cát nó quan trọng. Cùng chiến không có phân cát thì kiểu đánh pháo thủ không có silica còn hơn thế. Phân cát quan trọng thì các bạn cũng cân nhắc hên xui, bởi vì
mình nghĩ là cuồng chiến nó khó đánh, bởi vì là nếu bạn không có phong cách thì các bạn khó đánh thôi, mà con đấy con và con khá là khó kiếm nên là nó tùy các bạn nhé, để cân nhắc. Thiên nhau để lấy phút hung tàn cũng ngon đấy, cho cuồng chiến ngon đấy, nhưng mà cần lấy đồ mana tí nhé, cho cuồng chiến phút hung tàn cũng ok đấy chứ. Đi luôn nhé. Thêm Amelie nữa này. Nick. Chẳng thắng rồi. Giữ chuỗi thắng khá là ok. Cùng chiến này. Bây giờ cho bạn cùng chiến là một bạn thú nữa vào à? Suy nghĩ bạn ơi, đang lên 7 tướng mình sẽ cho những thú hai cùng chiến 1 2 AT. Chưa biết tính được gì. Một con floor trống hết. Lên 4 thú này. Teo này. Muốn cho Teo Chrissy vào không nhỉ? 2T2 à, thôi nốt vòng này lên lên 7 rồi mình sẽ cho Teo vào sau nhé. Để nốt 2T nốt vòng này đi. Nghĩ 2T vẫn gánh được. Nốt vòng. Ok, floor này không có đối thủ. Okay. Đấy, giữ chuỗi thắng ngon phết này. Giữ chuỗi thắng từng này vòng là ok phết rồi anh em. Cuồng chiến bốn thú này không kỳ phết nhỉ, không kỳ kỳ ta. Nếu sợ Amelie 2 này nó cũng chẳng ý nghĩa gì nhiều ấy, bởi vì Vera 2 đánh Vera tạm được nhỉ, thêm Vera nữa. À nhưng mà mình có hơn chương hải thần. Chương hải thần thì không hợp cho con Vera lắm nhỉ. Chrissy tạo ra mình chỗ này phải cầm máu của Chrissy anh em ạ, mình cùng chiến phải cầm máu của mọi thứ. Khả năng cứ đánh floor 1 đi ta. Không ai cho Teo, cho Teo ngon hơn. Teo sách thánh cho dồn đồ Teo này. Ừ, này. Trông bốn thú mỏng nhỉ, trông kiểu floor 1, teo 1 mỏng quá thôi khi. Nó man lên một trận nữa đi. Nó man lên tí nữa đi anh em. Cho PC về. Đánh nó man thêm một tí nữa anh em. Tại mình vẫn chưa yên tâm lắm. Chưa yên tâm đánh thú lắm.
Apea này cho Teo nhé. So when it comes to being turn. Omen. Chết rồi, bắt đầu bị dồn tướng quá rồi. Lên 8 sớm rồi anh em. Cần thêm slot tướng. Cùng chiến. Thôi Omen 1 các thứ mình cũng chưa dám cho cùng chiến vào đâu. Rồi dùn tay. Bây giờ thì thiếu thêm một con cùng chiến nữa là đủ 4 cùng chiến. Nào mình sẽ có thêm con Aeron vào, nếu có Aeron. Mày thấy cho được không lo. Chế vẫn win, vẫn giữ được chuỗi thắng. Lên được level 8 vẫn giữ được chuỗi thắng là ngon đấy em. Nhưng lên 8 chắc mình thay 4 chú rồi thôi. Mình sẽ roll luôn này. Đây đi bây giờ. Đây này, một con thú này. Hai con thú này. Này à, hai thú à. Hai thú hai cuốn chiến à. Tạm ta. Tạm này đã nhá. Tạm mình chưa dám cho 4 cuốn chiến rồi. Phần lo. Này ta 4 cuốn chiến à. Này được, đồ tạm đồ cho con này đi. Thử 4 cuốn chiến xem nào nhá. Phải không ăn thua anh em ạ. Hơi mỏng. À một cái nữa hơi mỏng bởi vì ít trong cái đội hình mà nguyên tố thợ săn quỷ với cả cuồng chiến ấy. Đội hình đấy thì nó còn có con voi anh mình tanh. Còn bọn này là bọn thú thôi. Con cuồng chiến này. Thường lét. Cho vào này. Phép pháp sư. Cho này đi. Ba thú đây. Này. Kỳ quá, từ suy nghĩ nhiều. Đây, bốn cùng chiến, bốn thú. Để xem nào. Đấy các bạn ơi. Nó không kịp tanh ấy. Mấy con cùng chiến mình chết hết luôn mà thì cùng chiến mình chết hết thì nó còn ý nghĩa gì nữa anh em. Nó kiểu nó không kịp tanh ấy. Khả năng đánh cùng chiến hắc ám trường chiến cùng chiến kẹp con voi mới yên tâm anh em ạ. Thú nó hơi mỏng. Hơi mỏng thật. Emily đi. What is my target? Mà trận này cũng làm clip nên là bán Chrissy hơi tiếc nhỉ, tại nghĩa mình đang muốn dùng Chrissy cầm máu ấy. Bán thú ấy, bán rồng nhỉ. Mình hơi đam mê đánh nắc hơn là đánh rồng các bạn ơi. Rồng nó thương. Bên nước này, cái khóa lại nhá. Hết tướng. Tự nhiên lên con Amelie 3 này tốn chỗ quá. Không kinh nghiệm này. Sau lại là cứ để Amelie 2 thôi xong rồi. Còn có Aeron thì lên Aeron 2. Nhưng thôi trận này lỡ 8 con Amelie rồi chẳng lẽ không lên 3. Nó đổi cho quét nhá. Ok, tính nó. Và luôn. Aeron. Thôi lỡ lấy Amelie rồi, lấy Amelie nhá. Mình đi đâu nhỉ? Thêm Omen 2 cũng được. Omen không? Đẩy vào mà Amelie. Thế rồi dần đồ giữ cho Amelie nào. Rồi Amelie đánh tí nhé. Xem sức mạnh Amelie nào nhé. I will see my destiny to the end. Ông men chém được một phát này. Ui giời ơi, mỏng lắm anh em ơi. Phải cần con voi cơ. Mỏng như tờ giấy vậy. Ui giời ơi, công thủ. Chịu rồi. Bán tạm này đi. Mình mua lần sau cũng được. Bây giờ cũng chưa lên được 6 thú.
Hắc thú còn lâu. Tất cả cuộc chiến gây 150 sát thương lan lên phạm vi một thứ xung quanh. Cái cuồng chiến như không nhớ, hình không có thẻ cuồng chiến mới cay. Nên là nếu mà muốn đánh 6 cuồng chiến thì bạn phải đánh thêm ma pháp, kẹp thêm ma pháp. Nó phức tạp phết này. Không. Teo, nó lên teo 2 mình cầm máu, hắc ám này. Không lấy Breta này nhỉ. Breta thêm hắc ám. Cuồng chiến máu á. Mắn thua. Mà tạm nhá. Mà tạm hắc ám nữa nhá. Người ta cũng chiến hơi hơi đần. Ừ, nộ thì mình cho con dầu cũng được. Hay thôi khả năng cho con Crest ta. Mình cần tanh hơn là cần đam em. Cần con gì tanh được mình cho mấy con cùng chiến. Đọc đại cho dầu hay là đọc đại cho Crest đây ta. Dòng mình bây giờ không có thương ấy. Dòng mình không có thương, nó thổi lung tam tung. Tự nhiên mình phí mất một cái nộ. Nộ khá là ngon, không crét. Không đánh ma tộc nhá. Cùng chiến ở đây rồi. Trời ơi dòng. Xin đi đồ nhá. Xin đi đồ. Đây thôi. Sao ấy nhỉ. Này, xuống đây, xuống đây, xuống đây này, này. À, cái để này, này đi. Teo 2. Hay mình lấy cái thêm rồng nhỉ. Thêm con rồng lấy cho nó ám nhỉ. Nó ám á. Lắp đầu lại cho con rồng này. Quét nộ này, đấy. Quả này nộ khi nộ nhiều đam hơn con rồng thổi chứ. Rồng cho mình đánh nó này. Ôi chết rồi. Để ý góc các bạn ơi, bắt đầu. Những trận này mình kiểu bận rôn tướng quá, mình không check check nhà. Để phone cát đi với Yon thì chịu. Cát đi gặp Yon trước mặt thì chịu. Cót các bạn lấy hết rồi, mình không muốn lấy cái Narcot cơ, mình chẳng muốn đánh rồng gì. Góc bên kia nhiều bạn counter mình. Nga dọc thổi ngu không được. Sao con cát trận này gánh hết. Con cát cuồng chiến anh em ạ. Nói chung mình thấy cũng khỏe, cũng không phải là yếu. Nhưng mà phải có phong cát cơ. Có phong cát cơ mà. Ôi, có gì lên 9 nhá. Lên 9 lấy thêm tướng phát. Trận này mình đang muốn đánh con nắc bởi vì thực ra mình chẳng muốn đánh rồng gì cả. Mình nên đổi con crack ra. Mình đi hơi hơi non. Mình đi hơi hơi non. Mẹ đang ôm lên 1 này. Thế thôi con Omen nó chém nó dã nhiều đam bởi vì nó chém cứ 3 phát chém lại chém một phát sát thương chuẩn ấy. Cũng ngon. Sao trận này các bạn lấy Omen nhiều nhỉ? Bình thường các bạn lấy cũng lấy Omen bình thường chứ có. Có ai tham lam con Omen với mình đâu. Để chả thấy Omen mới. Aeron. Omen 2 rồi. Thôi cũng chả chơi Aeron đang bỏ nhé. Không tiền. Truy hồn mình đã truy hồn trong rồng. Hay thêm ngọc đại không rồng. Rồng này cho truy hồn này. Hay mình đánh rồng như kiểu một con AD ấy. Đánh rồng như một AD.
Rồi thử nghiệm phát nhé. À, trận này mình sẽ cứ để ngọc lại cho Crash nhé. Nhận phát xem mình cầm tanh hay mình gần đam. Trận này mình đánh kiểu thử nghiệm. Ủa trận này rồng thổi ngon này. Này đã bảo đấy để rồng thổi. Chụp thổi luôn. Tại mình đánh đội hình này cũng mới mới đấy. Nên mình cũng thử nghiệm một vài cái. Thêm chiều nữa cho con cá tặng. Để mình muốn lắp con teo rồi nha. Chắc là 7 máu sống rồng nữa nhỉ. Rồng rồi. Thêm một vòng nữa xong rồi mình sẽ cho con thêm con teo vào nhé. Cho thêm teo vào. 6 thú thì chắc hơi căng các bạn. Bởi vì tự này mình có teo 2, mình có QC 2 nữa rồi. Nên là cũng chưa chắc mình 6 thú nữa. Thương bên kia rồi đi. Em thương bắt rồng mình chịu. Chuyên hồn thôi bên kia thì ngon này. Quét nộ này. Xong còn vỏ trấu á. Coi em sao, sau mình lên, sau mình lên 9. Lên 9 chắc phải kiếm con cát trận này, trận này chắc mình chiếu con cát gánh được rồi các bạn. Cát mình gánh. Ngọc đại cho Crash tiếp nhé. Còn chơi một tí. Thêm PC rồi. Thế này tạm thời thôi. Dồn đồ cho teo này. Cho rồng chơi. Này cho con PC. Được, bây giờ thổi ngu quá. Chết không? Quá gì đi. Chơi bạn này chắc đi rồi. Mày tự nhiên mọc thêm con D-Rack nữa. Trận này chắc mình đánh từng này tướng này thôi. Thêm một tướng nữa thì mình sẽ cân nhắc bỏ con Chrissy xuống, thêm hai con thú lên cho bọn cùng chiến nó đánh. Nhưng mà thực ra bọn cùng chiến thì ý mình cũng chỉ nói là mỗi con cát thôi chứ chả có gì nữa. Đấy, có hai thú còn lại rồi. Cùng chiến ít đam lắm. Rồi, trận sau mình sẽ thử một trận cùng chiến nguyên tố lại. Chiến nguyên tố. Cùng chiến thú không hiệu quả bằng. Quét nộ của đấy tanh được cho bên kia nhưng mà vẫn chết nhỉ. Chứ hẳn thực sự ăn thua ấy. Mình mong nó tanh được lâu hơn một tí cơ. Kiểu tanh nhưng mà mấy con cùng chiến mình được chém ấy. Đúng quá. Hay mỏng. Lại còn có một cái nữa mà mình rất thích của con voi là nó miễn nhiễm khống chế cho team mình. Đấy, quan trọng quá anh em. Kiểu miễn nhiễm khống chế thì team cùng chiến mình mới được chém ấy. Dậy cũng lên mà nó chém được ấy. Nếu nó không miễn nhiễm khống chế thì ăn choáng nó khỏi chém được thôi. Ok, nốt lần này xem tướng nào không mình bán mất hai phát ma pháp bị viện đi xong rồi mình đi tìm con cắt 3 nhé. À một con cắt 2 nhé. Trận này không có con cắt 2 kéo anh em ạ. Mình đang gánh tìm bằng con cắt 2 này. Chả teo nữa, teo con cát, chả
hiểu sao đánh cuồng chiến rồi cuối cùng vẫn teo một cát cánh tim. Kết này. Ok, không có gì đâu, tôi bán. Ok, đi thì một phát đã. Đèn đèn cho ba nhỉ. Mày khó nhỉ. Thế cho dòng. Dòng bên này này. Yo bên kia này. Ok, chơi cái này quy xuống kia nó sẽ đấm con rồng mình, nhưng mà rồng mình cũng chả thổi được, cũng để cộng lại cho con crack mà nhé. Crack nộ này. Không men chém được mấy mấy phát đâu. Ừ, chém được hết góc đấy. Ừ, rồi được. Nhưng gót chém, ui. Thêm đối thủ nha, để thêm sắp một mệnh cho con cát này, cho con này ngọc đại cho con rồng. Ui, vừa rồi ngọc đại cho con rồng ngon lắm này. Thôi thử thử nhận nốt nhé. Tấm đồ vào thủ. Cũng có vốn cắt 2 rồi. Chuyên hồn bên này này. Rồi bên này mình cứ để phong cát bên kia thôi. Này chẳng cho QC đi. Cho QC đi rồi nha QC. Ôi thôi xong rồi, giống đổi bên kia kìa. Thôi xong con cát mình, con cát mình đi rồi. Tôi xong đi rồi. Đi thật. Ui 3-2-1 máu này. Bạn này thì mình thắng được. Mình giết được con cát mình, nhưng mà con cát mình còn giáp một mệnh. Có thể nếu mà con rồng thổi luôn thì có khi thắng được không nhỉ? Mình nghĩ cũng khó, bởi vì thực ra có thể. Thôi, thử nghiệm thế là được rồi. Nên hôm video mình đến đây kết thúc rồi các bạn. Clip trên hãy like, subscribe, comment xuống dưới góp ý bạn thể giúp mình phát triển kênh nhé. Và góp ý là khả năng tuần sau mình sẽ ném mục đại sang cho con rồng chứ. Thêm tanh cũng không có ý nghĩa nhiều cho cuộc chiến lắm.